hôm qua ở trên story instagram có một bạn đã hỏi mình là anh ơi anh có sống thử với bạn gái của anh không đây để mình mở chiếc story anh có ở sống thử với bạn gái bao giờ không thì câu trả lời là có và mình cũng vừa xem rất nhiều video của những người có những góc nhìn khác nhau về chuyện sống thử của hai người và mình cũng nghiên cứu khá là nhiều về mặt tâm lý học về mặt khoa học và về mặt tôn giáo thì hôm nay chúng ta không nói về mặt tôn giáo bởi vì mình có nghiên cứu nhưng mà mình không phải là người theo đạo nên là mình sẽ chia sẻ theo góc nhìn uh, xã hội và tâm lý học xin chào bạn mình là Đức Anh hay là Offline Andrew hay là Andrew bay bổng và mình là một người quay phim uh, mv mình quay fashion mình làm startup có một app đọc sách tên là Nanobook và mình đang update content trên đấy và cuối năm nay sẽ có một update siêu lớn siêu lớn siêu lớn thì app của mình là tóm tắt của những cuốn sách nổi tiếng nhất thế giới và mình cũng như kênh này mình chia sẻ những cái kiến thức của những cái kênh của những người nghiên cứu nổi tiếng nhất thế giới để mình chia sẻ đến các bạn những cái khoa học những cái tâm lý những cái nghiên cứu về mặt xã hội để chúng ta có một cuộc sống vui tươi hơn lành mạnh hơn đó thì các bạn thể tải app ngay hôm nay để dùng thử app miễn phí 3 ngày và content thì sẽ lên đều Dê, yeah. kênh vlog này cũng đang rất đều kênh uh, vlog đi chơi offline Andrew TV kênh này nhảm nhí thôi. Thì ở đây các bạn nào có thể thích thì có thể đến xem. Mình vừa cập nhật những cái cảnh bị cắt trong MV vệ tinh mà mình quay cho Hiếu thứ hai và anh Hoàng Tôn. Thì MV sắp drop ngày ngày bao nhiêu Hiếu ơi? Sắp drop ngày mấy em ơi. Không biết luôn, không biết là ngày mấy luôn. Không bao giờ drop luôn. Không <laughs> Quay uh, chiếu cho gia đình xem. <laughs> Đó là kênh vlog đi chơi Còn kênh này chúng ta nói về những cái chia sẻ Trong cuộc sống, những cái điều quan trọng Thì hôm nay chúng ta nói về chuyện sống thử Thì sống thử đối với mình Mình cũng học Ở nước ngoài và mình từ bé là mình cũng Nghiên cứu Văn hóa nước ngoài Xem phim Mỹ và hip hop rất là nhiều Thế nên là đối với mình cái chuyện sống thử nó là cái chuyện Đương nhiên đối với mình Thế nhưng ở Việt Nam thì cái chuyện sống thử nó khó hơn Bởi vì là thứ nhất là nhiều bạn nếu mà không phải là ở xa quê ấy, những bạn ở thành phố ấy, thì thường sẽ ở với bố mẹ và ở với bố mẹ mà tự nhiên lại đòi ra ở với bạn trai thì sẽ là cả vấn đề rất là to à, bố mẹ sẽ bảo là mày có nhà sao mày không ở đấy những cái vấn đề như thế và cái chuyện sống thử thì bố mẹ mình không thích hồi xưa mình còn nhớ là mình đọc một cái tờ báo có một cái, hồi xưa ông mình hay đặt báo hay có mấy cái tờ báo nhân dân hay những cái tờ báo giấy ấy. xong rồi nó có một cái mặt đầu luôn mặt đầu luôn ghi là sống thử nó ờ, chủ đề là sống thử <laughs> thế là mình đang kiểu đang đọc <laughs> xong mẹ mình không cho mình đọc nữa thế mình tức thì đối với nhiều phụ huynh thì cái chuyện sống thử là một cái chuyện không đàng hoàng khi mà hai người chưa kết hôn với nhau hoặc là chưa đính hôn với nhau đấy đối với nhiều bố mẹ đó là chuyện không đàng hoàng bởi vì theo đạo phật cũng như là đạo thiên chúa thì cái chuyện khi mà hai người ở cưới với nhau rồi thì mới được ở với nhau mới nên ở với nhau và thực ra trong tâm lý thì tâm lý mà 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 ở phương tây ấy, nghiên cứu là nếu mà ngủ với quá nhiều người quá nhiều đây tức là kiểu bất cứ ai ấy, thì mọi người sẽ mất đi cái 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 ý nghĩa của cái chuyện ngủ với nhau nó sẽ không còn đặc biệt nữa nó sẽ là một cái thứ rất là kiểu bình thường theo một cái nghĩa xấu nhất có thể thì đối với mình thì cái chuyện sống thử nó không phải như thế nó không phải là bạn ngủ với rất nhiều người Mà bạn chỉ ngủ với một người bạn ở với một người và bạn trải nghiệm cuộc sống với người đấy để bạn biết rằng là thực sự hai người có hợp với nhau không đấy là con điều của mình mình rất ủng hộ cái việc sống thử của các bạn trong những mối quan hệ nghiêm túc thực sự ấy, đơn giản à mình có một cái lời khuyên cho các bạn nam đặc biệt là nam nếu mà các bạn nam mà ở với bạn gái của mình thì đừng bao giờ chia đôi tiền nhà đừng bao giờ chia đôi tiền gì cả nếu mà bạn đủ cái tài chính của bạn ở được bao nhiêu thì bạn ở bấy nhiêu đừng bao giờ chia tiền nhà của mình với người bạn gái đây là một điều cực kỳ nguy hiểm mình chia sẻ rất kỹ ở trong cái khóa khuyện họ của mình nhưng mà ở trên này mình sẽ chỉ nói ngắn gọn là bạn không bạn không muốn là mình yêu hay mình chia tay cô gái này chỉ vì cái tiền phòng bạn hiểu không cái thời mình sinh viên thì mình nói chung là tài chính chật vật mà có người ở cùng rất là tốt mà có anh em ở cùng thì rất là tốt mà có bạn gái ở cùng mà chia chia tiền thì nó nhẹ được cái tài chính đúng không nhẹ tài chính nhưng mà sau này cãi nhau ấy nó sẽ bị nặng với cái phần tình cảm cái phần một lần nữa là phần tài chính thế nên là các bạn có thể sẽ không muốn chia tay nhau chỉ vì chỉ vì là cô bạn gái đang chia nửa tiền nhà với mình trong khi mình không thể trả đủ được tiền nhà đấy là một cái điều cực kỳ là cực kỳ là lỗi mà rất nhiều thanh niên mắc phải có những anh em chơi với mình mà vẫn mắc phải và đến rồi đến lúc chia tay ồ oh, chia tay thì sao <laughs> chia tay thì chuyển nhà mất tiền cọc và nói chung là chuyển nhà là một cái thứ rất là Kiền hà đó, nó rất là mệt mỏi. Đó nên là nếu mà nam mà ở với bạn gái của mình thì hãy chọn một cái chỗ mà mình có thể trả được 100%, đừng để bao giờ bị phụ thuộc vào người bạn gái của mình. Nó sẽ tạo ra rất nhiều bất lợi cho cả hai bên. Đó nên là đấy là lời khuyên của mình khoa học khóa hẹn hò cho nam thì vẫn ở bên dưới cái khoa học hẹn hò cho nữ thì mình vẫn đang uh, triển khai thêm. bạn nào có nhu cầu có thể nhấn vào cái page bên dưới. bọn mình chưa launch chính thức đâu nhưng mà đang có một vài uh, thành viên đang uh, học thử những người bạn của mình, những người bạn nữ mà single. Và lúc nào cũng hỏi mình là anh ơi tìm cho em bạn gái, uh, thì anh ấy tìm cho em bạn trai. mình cũng không quá nhiều bạn trai chất lượng để giới thiệu cho các bạn nhưng mà uh, <laughs> nhưng mọi thứ đi link bên dưới. thì mình rất ủng hộ cái việc mà ở chung bởi vì các bạn muốn ở với nhau chung bây giờ thay vì là các bạn có một gia đình với nhau các bạn. Kỳ dây kết hôn với nhau các bạn, đẻ con với nhau và các bạn phát hiện là ôi, thực ra mình không hợp. Đấy mới là lúc tệ. Bởi vì trong mối quan hệ thì cũng như là trong những cái nguyên tắc về hẹn hò thì bạn mà hiểu được đối phương càng nhiều, càng sớm thì càng tốt bởi vì nó sẽ đỡ mất thời gian cho cả hai bên. Bạn đỡ mất thời gian của cô ấy và cô ấy cũng đỡ mất thời gian tuổi trẻ với bạn. Khi mà chúng ta ở với nhau thì chúng ta sẽ hiểu được tính của nhau lâu hơn, kỹ hơn. Nói chung tầm 2 3 tháng đầu thì nói chung là vẫn còn kiểu honeymoon phase là cái đoạn mà kiểu vừa mới ở với nhau còn kiểu giữ giữ kẽ một tí, ấy. còn khoảng 3 tháng sau, sau cái 3 tháng đầu ấy thì nó sẽ kiểu mọi thứ nó sẽ gần như là nó sẽ lộ gần hết ra và người ta sẽ sống và hai người sẽ sống với nhau Như là các bạn lúc sống ở nhà Bình thường của mình Nhưng đấy là lúc mà vấn đề phát sinh Bởi vì lúc đấy hai người Mới xem là Những cái tính xấu của người này Mình có Gọi là Gọi là Gọi là chịu được không Bởi vì ai cũng có tính xấu của họ cả Ai cũng có tính xấu của họ hết Và Nếu mà các bạn không ở chung với nhau Thì làm sao mà biết được Những cái lúc mà đi chơi Những cái lúc mà ra đường thì sẽ kiểu ăn mặc nó tử tế một tí bởi vì mình ra đường và mình gặp người yêu một tuần mình mới gặp mấy lần thì nó khác so với cái chuyện mà mình ở nhà với nhau suốt ngày hai mươi trên bảy gần như thế nhất là trong cái đợt dịch vừa rồi mình có ở với bạn gái cũ của mình đó hai mươi trên bảy và bọn mình làm online nên là nó càng hai mươi trên bảy Còn những người bạn mà bình thường mà đi làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều thì nó cũng gần là như thế nó gần như là một cuộc sống vợ chồng và cuối tuần thì mọi người đi chơi với nhau thì Đấy mới là cái điều kiện Để mà các bạn hiểu được xem là người kia có hợp với mình không Và đấy là điều quan trọng nhất thôi Cái việc sống thử mình ủng hộ Bởi vì nó cho bạn Cái góc nhìn về người kia Một cách chân thực nhất Không màu mè, không hoa lá Thì các cái đạo uh, Các cái đạo giáo khác nhau Họ sẽ có những cái lời khuyên khác nhau Ví dụ như là Họ sẽ khuyên là Cuộc sống vợ chồng Khi mà các bạn cưới Nó sẽ sang một cái trường khác Nó sẽ vui hơn Nhưng nếu mà nó không vui thì sao đấy như mình lo ngại là nếu mà nó không vui thì sao? Ồ, oh, thì lúc đấy là, ồ oh, mình đã ký giấy kết hôn rồi, mình đã đẻ con rồi, uh, ly dị OK nhưng mà nó sẽ rất lằng nhằng, rất lằng nhằng vì bạn còn trẻ, bạn chia tay nó còn lằng nhằng, nó còn rất nhiều vấn đề. Nhưng mà bạn, đấy bạn, gia đình hai bên đã gặp nhau rồi, làm đám cưới rồi, để con rồi, không là khổ ai, khổ đứa trẻ còn người lớn thì người lớn thì ok khổ cũng khổ nhưng mà đứa trẻ nó sẽ là người khổ bởi vì nó sinh ra và nó không có đủ những cái điều kiện cần của một cái gia đình hạnh phúc đấy là một cái điều mà mình không thích ờ, số liệu có một uh, số bài nói thì cho rằng là ở phương tây thì họ tỷ lệ ly dị là nhiều rất nhiều thế nhưng một cái khía cạnh là khía cạnh lịch sử thì việt nam chúng ta cái thời mà bố mẹ chúng ta là cái thời kỳ khó khăn và nhiều khi mọi người ở với nhau vì miếng cơm anh áo nói nghe là hơi 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 nghèo khổ nhưng mà hồi đời đấy là, hồi đấy là mọi người nhiều người gia đình ở với nhau nhưng họ không hạnh phúc bởi vì họ chỉ ở với nhau bởi vì ly dị thì đấy là một cái điều tồi tệ cho người người phụ nữ thế là người phụ nữ họ không vui họ không hạnh phúc nhưng họ vẫn phải ở lại với người chồng của mình đó hồi xưa thì mọi người cưới sớm đúng không hồi mọi người cưới sớm thì làm sao mà có cơ hội để tìm hiểu nhau hồi đấy còn không được ở với nhau đúng không thì làm sao mà 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 biết tình nhau được và thế là họ để con họ gia đình hai bên lấy thông gia các thứ thì đối với người phụ nữ thì lúc đấy ly dị là quá muộn và là một cái điều quá khổ cực để mà ly dị thế nên là họ chịu đựng những cái điều đấy còn bây giờ thời kỳ hiện đại việt nam phát triển đến một cái thời kỳ hiện đại và ngang bằng với các phương Tây Thì cái sự hạnh phúc của người phụ nữ là một cái ưu tiên Của hai người trong một mối quan hệ Là một sự ưu tiên Không chỉ nói về nam hay nữ mà cả hai người đấy. đấy Các bạn nên nhớ trong mối quan hệ thì người nam cũng có thể Sẽ là người bị bạo hành như là Johnny Depp Trong cái ca sử siêu nổi tiếng vừa rồi Đó Johnny Depp là người bị bạo hành Trong mối quan hệ Và quả công chúa Trên giường uh, Amber Heard thì phải đền bù Mấy triệu đô đấy mọi người sẽ nghĩ là người nam sẽ là người bạo hành trong mối quan hệ bởi đấy là một cái điều thường xảy ra nhưng mà nó không thường đến mức đấy đâu chỉ là những người nam bị bạo hành họ sẽ không chia sẻ về những cái điều này trong mối quan hệ và trong uh, xã hội publicly nói với mọi người ở oh, ta bị vợ tao đánh nghe là có buồn cười không anh em nói với nhau thì cười với nhau nhưng mà <laughs> người bị đánh người ta sẽ không cười đâu đấy người mà bị bạo hành trong mối quan hệ như cho df thì không thấy ông ấy cười lúc mà bị đánh một chút nào cả thế nên là Đối với mình thì việc sống chung là một cái điều quan trọng Nhưng các bạn cũng phải luôn lưu ý những nhất định cho mình về cái chuyện an toàn về sức khỏe Đừng có để có bầu trước khi mà ở với nhau Bởi vì nhiều người chưa sẵn sàng cho cái việc có con Ồ bùm cái có bầu, ồ ừ, tiền chưa kiếm được Tâm lý chưa sẵn sàng có con lại stress Stress về tiền, và về tình cảm, và về nhiều thứ, về mặt gia đình Thế nên là cái lời khuyên của mình là những bạn nào lớn và nghiêm túc thì nên ở với nhau Để biết xem là Thực sự mình có ở được với người này không Còn không thì uh, Các bạn có thể chia tay Nếu mà thấy không ở Hợp với nhau Và tìm một người yêu khác cho mình Hợp hơn Cuộc đời là một bể khổ Chúng ta đi đào kim cương Và kim cương nó không nằm Ở bãi rác đâu Thế nên là Những thứ mà tốt Những thứ mà hay Những thứ mà xịn Thì nó khó tìm Thế nên là hy vọng các bạn Không nản trí Và hy vọng các bạn Luôn Hạnh phúc Trong cuộc sống của mình Cảm ơn các bạn